Ngày mai đi sớm nên mình chỉ uống một vài ly rượu vang. Ok anh. Anh có nói bà Tần làm vài món, không biết em có thích không? Ngon lắm. Ngoài công việc mà chúng ta đang bắt tay với nhau, em còn là một phần quan trọng của cuộc đời anh. Nghe anh nói câu này em thấy em thật may mắn. Anh chỉ ước sau khi chúng ta có thật là nhiều tiền, anh và em sẽ rời khỏi nơi này, đi chu du thiên hạ, tận hưởng cuộc sống. Sao tụi mình có nhiều ý tưởng giống nhau đến như vậy ha? Em nghĩ về điều này mỗi ngày luôn á. Em muốn khám phá tất cả các nơi trên thế giới này trước khi em chết. Đừng nhắc tới hai từ chết chóc, xui lắm. Em phải sống đến 100 tuổi. Anh mà cũng tin vào những chuyện chết chóc sao? Tin chứ. Cái chết thường gây ra ám ảnh đối với những kẻ gây ra tội ác. Anh nói vậy là vì em có làm gì nên tội đâu. Đánh đấm vài ba thằng không có nghĩa là gây ra tội ác, đúng không? Vì em chỉ đánh những kẻ đáng đánh thôi, chứ chưa bao giờ đánh những kẻ yếu hơn mình mà. Chuyến đi này sẽ xảy ra nhiều điều bất ngờ. Anh muốn em phải chuẩn bị tinh thần trước. Gì mà nghe ghê vậy? Em biết công việc của mình không bình thường mà. Em muốn biết địa điểm nằm ở đâu? Bí mật. Em cứ lên xe ngủ một giấc, khi nào tới anh sẽ báo. Xin cha hãy cho con thêm thời gian. Cha có hiểu cái cảm giác ngủ chung cùng với kẻ thù trên một chiếc giường con đau như thế nào không? Con sẽ giết nó.
cô sẽ hút bao mọi gan móc tim để dâng lên cho cha. Nửa đêm mà thằng nào gọi hoài vậy? Mẹ, mày làm gì gọi hoài vậy? Là tôi đây. Dạ, tôi xin lỗi ông chủ. Tôi tưởng... Tôi gọi để báo cho ông biết. Ngày mai, tôi và Chiêu Dương sẽ lên đó. Ông tạm thời lánh mặt đi. Dạ, tôi sẽ làm theo lệnh của ông chủ. Tuyệt đối không được giở trò sau lưng tôi. Tôi hứa. Ông đã vi phạm lời hứa quá nhiều rồi. Tôi có thể tin ông sao? Xin ông chủ hiểu cho sự nóng vội của tôi. Tâm trạng của một người cha không trả thù được cái chết của con mình, thiệt là khó chịu. Tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ, Chiêu Dương là của tôi. Muốn cô ta sống hay chết là do tôi quyết định. Ông nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Ông chủ yên tâm. Ngày mai ông và cả những thằng đàn em của ông đã từng đụng mặt Chiêu Dương biến mất cho tôi. Không được để cho cô ấy nghi ngờ dù chỉ một chút. Dạ. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh.